gì nhỉ? Mình đang ở con mèo. Đi sắp đến con mèo. Chọn cây bự hay sao? Cây bự khổng lồ. Con mèo chắc là chọn cây để chọn. Đây là cây cảnh. Đây. Chút rộng. Cái này chút rộng. Chút rộng. Em đem chút rộng. Dài lắm không? Đo máu cho em. Đây là thuốc mà cũng có thuốc. Nem thịt nè của Mỹ nè, ghế với khu này sao mở nhậu lắm ngay với loa ăn nè. Cắm xuống đất cái đèn hoa hướng dương cụ rùa nó cụ rùa nhé. Giờ này mà còn màu đỏ nữa giống Noel nữa. Gói quà nữa trời. Sơn xe sơn sơn mặt sơn xe để sơn về sơn xe là khu sơn $6.48. Thank you.
Tino. Tới lễ con này dễ thương cái kêu chứng phụ cho lễ tình nhân. Cô la mình thích KitKat, sô cô la mình thích.
Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của mình và cái video này. Mình sẽ quay trở lại các video sau. Nhớ bấm subscribe, đăng ký kênh mình để được xem các video sau nhé.